Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tiền cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏa Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Bảo Vân quyển 4. Phẩm 4 Đà La Ni. Bây giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp hiểu biết sâu xa vi tế. Những gì là 10? Đó là 1. Hiểu sự mong cầu xuất ly. 2. Hiểu các pháp một cách rốt ráo. 3. Hiểu đầy đủ tất cả các pháp. 4. Hiểu sự tùy thuận hết thảy pháp tướng. 5. Hiểu sự phân tích hết thảy các pháp. 6. Hiểu 12 nhân duyên sâu xa khó suy xét. 7. Hiểu nghiệp lực chẳng thèm nghĩ bàn. 8. Hiểu nghĩa sâu rộng như chỗ thuyết giảng. 9. Hiểu và thông đạt tuận như đạo lý. 10. Hiểu về nhất chân tế. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát hiểu sự mong cầu xuất ly, cho đến thế nào là Bồ Tát hiểu về nhất chân chế? Bồ Tát hằng nghĩ nhớ hết thảy thế gian thật là thống khổ, bị lửa dữ của tám khổ thiêu đốt, dâm dục như lửa hừng đốt cháy toàn thân, lửa sân hừng hực, vọng khởi loạn tưởng vô minh si ám che lấp nhãn căn. Bồ Tát thấy rồi lại nghĩ, những chúng sinh này làm sao ra khỏi nhà lửa ba cõi, thoát được nạn lửa? Về nhân duyên độ thoát những chúng sinh ấy, nên ta phải cầu hiểu các pháp, cầu được bình đẳng thuận theo các pháp. Được bình đẳng rồi, như thật biết rõ tướng huyển của các pháp. Ra biết huyển rồi thì hiểu đúng pháp luật, hiểu đúng như thật rồi, theo đó quán sát 12 nhân duyên sâu xa khó lường. Được duyên quán rồi, liền quán sát nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn. Quán như vậy xong, nghĩ pháp này thật là hiếm có. Tất cả các pháp tuy không có tự thể, nhưng lại khéo tạo ra đủ loại sắc tướng. Nhờ hiểu rõ sự vi tế như vậy nên đối với nghĩa lý đã nghe liền được thông tỏ. Do thấu tỏ về ý nghĩa hơn nên thông đạt chân như. Đạt chân như rồi được thấy thực tế. Thấy thực tế rồi nên có thể độ thoát tất cả chúng sinh ra khỏi nhà lửa sinh tử. Thiện Nam, đấy là Bồ Tát hiểu sự mong cầu xuất ly, cho đến hiểu đầy đủ về nhất chân tế. Đó là 10 pháp Đại Bồ Tát hiểu biết sâu xa vi tế. Này, Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đầy đủ 10 pháp biện tài hội lý. Những gì là 10? Đó là hết thảy các pháp chỉ là giả danh, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng, không nuôi dưỡng, không tạo tác, không thọ nhận, vô tri, vô kiến, nguy hiểm, tai ách chẳng được tự tại, rỗng không, không sở hữu, do nhân duyên giả hợp, phân biệt hư vọng, như vậy gọi nó là giả hợp, giả danh. Thiện Nam, có đạo lý này là tùy thuận nơi pháp tướng. Không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng, không tạo tác, không thọ nhận, vô tri, vô kiến, không có tự tại, phân biệt hư vọng, nhân duyên giả hợp. Nói pháp như vậy là hợp lý đạo, tùy thuận nơi pháp tướng, không trái với pháp tướng, cùng lý tương ưng, quán sát đúng lý một cách như thật, tức không điên đảo là làm rõ về pháp tướng. Biện tài như vậy, cùng lý tương ưng nên gọi là biện tài hội lý. Thì Nam, đây là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp biện tài hội lý. Thì Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp biện tài sáng tỏ. Những gì là 10? Đó là 1. Biện tài cởi bỏ mọi trói buộc. 2. Biện tài vô tận. 3. Biện tài không đoạn tuyệt. 4. Biện tài tạo lợi ích khắp nơi. 5. Biện tài không thấp kém. 6. Biện tài không kinh sợ. 7. Biện tài không ai bằng. 8. Biện tài không bị ngăn cản phá hoại. 9. Biện tài vô cùng. 10. Biện tài bốn vô ngại đầy đủ. Thiện Nam, đây là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp biện tài sáng tỏ. Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp biện tài tỉnh kiết. Những gì là 10? Đó là 1. Biện tài không vụng về. 2. Biện tài không hoảng sợ. 3. Biện tài không yếu hèn. 4. Biện tài không tự khoe khoang. 5. Biện tài không giảm mất ý nghĩa lý. 6. Biện tài không giảm mất văn từ. 7. Biện tài không sai phương pháp. 8. Biện tài không sai thời. 9. Biện tài không thô thiển, khó hiểu. 10. Biện tài rõ ràng. Thiện Nam, Bồ Tát biện tài không vụng về. Vì sao? Vì không có gì lo sợ. Bồ Tát ở giữa đại chúng như sư tử vương không khiếp sợ. Bồ Tát biện tài không tự khoe khoang, cũng không vua nịnh. Vì sao? Vì đã lìa xa phiền não. Người còn phiền não thì luôn tự khoe, chẳng phải là không còn phiền não. Bồ Tát biện tài không làm tổn giảm ý nghĩa. Vì sao? Vì đã đắc pháp như vậy.
Bồ Tát không biện tại vô nghĩa vì sao phải đã chứng đắc pháp. Thì nam, người chưa chứng pháp làm giảm mất ý nghĩa ấy chẳng phải là người đắc pháp. Bồ Tát biện tại không giảm mất văn từ vì sao vì đã tu hết thảy các phương pháp. Bồ Tát khéo học vô lượng kinh pháp nên không sai thời, khoảng trước, khoảng sau đều không sai. Bồ Tát biện tài không thô thiển, khó hiểu, lời nói không tội ác, không trái tai. Vì sao? Vì lìa xa các lỗi lầm ác khẩu. Bồ Tát biện tài rõ ràng. Vì sao? Vì lợi căn đầy đủ. Thiện nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp biện tài tịnh kiết. Này thiện nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp biện tài hay làm cho tất cả chúng sinh hoan hỷ. Những gì là 10? Đó là một ái ngữ, hai sắc diện tôi vui không nhăn nhó, ba thường nói nghĩa lý, bốn thường nói chánh pháp, năm nói pháp bình đẳng, sáu không tự khoe tài năng mình, bảy không khinh chê, tám không tâm không nhiễm ô, chín hành động không xuất, bảy biện tài đủ loại. Thì nam, Bồ Tát nói lời ái ngữ làm cho chúng sinh tâm được hoan hỷ. Bồ Tát sắc diện tôi vui không nhăn nhó, luận bàn cởi mở làm cho chúng sinh vui thích. Bồ Tát thường nói nghĩa lý, lời nói ưu ái nên tâm chúng sinh vui thích. Bồ Tát thường luôn thuyết pháp, lời nói lợi ích làm cho chúng sinh vui thích. Bồ Tát thuyết pháp bình đẳng khiến cho tâm chúng sinh vui thích. Bồ Tát không tự khoe tài năng của mình, lìa xa kiêu mạn, phóng túng, cao ngạo, tùy theo mỗi loài chúng sinh mà dạy bảo khiến họ được hoan hỷ. Bồ Tát không có tâm khinh chê, ân cần vì chúng sinh nói pháp khiến họ được hoan hỷ. Bồ Tát không còn sự nhiễm ô, trì giới thanh tịnh đang khiến chúng sinh hoan hỷ. Bồ Tát hành động không khinh suất, luôn tu nhẫn nhục. Bồ Tát biện tài đủ loại, do lời ái ngữ nên khiến chúng sinh hoan hỷ. Này thì nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp biện tài có khả năng làm cho tất cả chúng sinh hoan hỷ. Này thì nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp ngôn ngữ biện tài, được người tính thọ những gì là 10. Đó là một Bồ Tát đối với các chúng sinh, chẳng phải là bậc pháp khí thì không nên nói pháp. Hai, chúng sinh hủy bán pháp, Bồ Tát cũng không vì họ mà giảng nói. Ba, những kẻ đến đùa cợt khinh nhờn, Bồ Tát cũng không vì họ mà giảng nói. Bốn, ngoại đạo tà kiến, Bồ Tát cũng không nên giảng nói cho họ. Năm, người không cung kính, Bồ Tát cũng không nên giảng nói cho họ. Sáu, người không có tín tâm, Bồ Tát không nên giảng nói cho họ. Bảy, người dối trá vua nịnh, Bồ Tát không nên giảng nói cho họ. Tám, Bồ Tát không vì tội thân thiếu thốn, không vì tài sản mà thuyết pháp. 9. Bồ Tát không vì lợi dưỡng, ganh ghét, tham tiếc mà nói pháp. 10. Người đầu óc phân tán, lõa hình, câm và câm điếc, Bồ Tát không nên nói pháp cho họ. Vì sao này thì nam, đối với các chúng sinh, Bồ Tát không có lận tiếc, cũng không hề giấu pháp. Bồ Tát không thể không thương xót chúng sinh, không thể không làm lợi vật. Nhưng vì các chúng sinh đối với Phật Pháp chẳng phải là bậc pháp khí, do vậy Bồ Tát không thể thâu nhận. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa. Kính bạch Thế Tôn, những chúng sinh nào Bồ Tát nên vì họ nói pháp? Đức Phật bảo, này thì nam, Bồ Tát nói pháp vì các chúng sinh như người có tính căn, người có khả năng thành thục, người đối với Phật quá khứ đã trồng căn lành, có đủ pháp khí, người không quanh co, lìa xa sự dối trá. Người có oai nghi, thật không giả dối, người không tham đắm nơi danh vọng lợi dưỡng của thế gian, người có tính tâm đầy đủ, được bạn lành thâu giữ, người tạo các nghiệp thiện, dễ có thể khai ngộ. Chúng sinh lợi căn, đối với nghĩa lý đã nói, có khả năng thông hiểu ý nghĩa sâu xa, tu hành như lời nói, tinh tấn dũng mãnh, có khả năng thành Phật. Này thì nam, đối với những chúng sinh như vậy, chư Phật và Bồ Tát nên vì họ mà nói pháp. Này thì nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp, lời nói phát ra được người tính thọ. Này thì nam, Đại Bồ Tát là có 10 pháp giỏi khéo thuyết pháp, những gì là 10? Đó là một, chỉ vì tu hành các pháp Phật mà nói pháp, thuyết pháp như vậy nhưng Phật và pháp đều không thù đắc. Hai, vì muốn tu hành các ba la mật mà nói pháp nhưng cũng chẳng thù đắc sự tu hành này và các ba la mật. Ba, vì hạnh Bồ Đề mà Bồ Tát thuyết pháp nhưng chẳng thù đắc Bồ Đề cùng hạnh Bồ Đề. Bốn, vì dây phiền não nên thuyết pháp nhưng chẳng thù đắc nơi phiền não cùng sở dây phiền não. Năm, vì sự tu tập xuất ly để chứng diệt nên Bồ Tát nói pháp nhưng chẳng thù đắc sự xuất ly cũng chẳng thù đắc sự chứng diệt. Sáu, vì chứng đạt quả tu đà hoàng tu đà hàm a na hàm
Đức Bồ Tát nói pháp nên chẳng tu đắc Tu Đà Hàm, Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Bảy, vì quả A-la-hán Đức Bồ Tát thuyết pháp nhưng chẳng thụ đắc A-la-hán cùng quả A-la-hán. Tám, vì đạt quả Bích Chi Phật Đức Bồ Tát thuyết pháp nhưng duyên giác cùng duyên giác quả cũng chẳng thụ đắc. Chín, vì diệt sự chấp chặt các ngã kiến Đức Bồ Tát thuyết pháp nhưng ngã cùng sự chấp trước đều chẳng thụ đắc. Mười, Bồ Tát tuy nói có các pháp nghiệp, có các nghiệp báo, nhân nghiệp cùng nghiệp báo cũng chẳng thụ đắc. Vì sao? Vì Bồ Tát tư duy thấy rằng các pháp được nói do nương nơi danh tự, nhưng vào danh tự này để tìm pháp thì chẳng được. Vì sao? Vì gọi là pháp ấy chẳng phải là thể của văn tự, xét văn tự ấy cũng không phải là thể của pháp. Vì nghĩa này nên đương vào giả chân tục đế để giảng nói ở nơi pháp không chanh mà lập nên danh tự. Danh tự như vậy đều là hư vọng, phi chân thật. Phi chân thật ấy chẳng phải là đệ nhất nghĩa, đã chẳng phải là chân đế, nên là pháp hư vọng, dối gạt tất cả hàng phàm phu. Này Thiện Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp, giỏi khéo thuyết pháp. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp không thể không tùy thuận. Những gì là 10? 1. Thiện Nam, Bồ Tát tùy thuận theo pháp không từ nơi sắc. 2. Tùy thuận pháp không từ thọ tưởng hành thức. 3. Tùy thuận pháp không từ dục giới. 4. Tùy thuận pháp không từ sắc giới. 5. Tùy thuận pháp không từ vô sắc giới. 6. Tùy thuận pháp không từ nơi pháp. 7. Tùy thuận pháp nhưng không thuận chúng sinh. 8. Tùy thuận pháp nhưng không thuận đoạn kiến. 9. Tùy thuận pháp không từ nơi đạo. 10. Dùng trí phương tiện thiện xảo để tương ưng, chẳng phải là không tùy thuận. Thiện Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp không thể không tùy thuận. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp khéo thông hiểu về pháp giới. Những gì là 10? Đó là 1. Đầy đủ trí tuệ. 2. Được tri thức thiện thâu nhận. 3. Tinh tấn dũng mãnh. 4. Lìa xa hết thảy chướng ngại. 5. Khéo được thanh tịnh. 6. Sinh tâm ân trọng đối với điều được dạy bảo. 7. Hằng tu không tướng. 8. Lìa xa những kiến chấp lệch lạc, hẹp hòi. 9. Khéo hành thánh đạo. 10. Thấy rõ chân đế. Đó là 10 pháp. Này Thiện Nam, Bồ Tát nuôi dưỡng tuệ mạng phải nên thân cận thiện hữu, sinh tâm hoan hỷ khi gặp tri thức thiện. Đối với thiện hữu nên sinh tưởng như Thế Tôn, y chỉ mà trụ, nương thiện hữu rồi, dùng mạnh tinh tấn, diệt trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu viên mãn hết thảy pháp thiện. Dùng mạnh như vậy, tất cả chướng ngại đều được diệt tận, chướng ngại không còn, nhưng vẫn tấn tu không dừng, nên được thanh tịnh, lìa xa tất cả thân khẩu ý ác, cùng nghiệp phá giới. Được thanh tịnh rồi, đối với điều được dạy bảo, sinh tâm ân trọng. Ân trọng lời dạy rồi, luôn tu không tướng. Tu không tướng rồi, chẳng sinh thấy biết điên đảo. Lìa xa thấy biết điên đảo rồi, tu tập thánh đạo. Tu thánh đạo rồi, liền thấy chân thật. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là chân thật? Phật bảo này Thiện Nam, chân thật là chẳng điên đảo. Bồ Tát thưa kính bạch Thế Tôn, thế nào là chẳng điên đảo? Phật bảo Thiện Nam, chẳng hư vọng gọi là không điên đảo. Bồ Tát thưa kính bạch Thế Tôn, thế nào là chẳng hư vọng? Phật bảo, tức là pháp như như không biến đổi. Bồ Tát thưa kính bạch Thế Tôn, thế nào là như như? Phật bảo, cái như như ấy là pháp chứng biết ở bên trong, chẳng thể dùng văn tự hiển bày. Vì sao? Vì pháp này tất cả niệm ngôn ngữ đều chết, văn tự chương cú chẳng thể giải thích được. Nó vượt qua cảnh giới âm thanh, lìa các khẩu nghiệp, dứt các hỷ luận, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng ra chẳng vào, chẳng hiệp chẳng tán, chẳng thể dò xét, chẳng thể suy tính. Vượt qua cảnh giới toán số, chẳng phải trốn hành của tâm, không ngại không tưởng. Vượt qua cảnh giới của tưởng, vượt qua hết thảy cảnh giới ấu trĩ, chẳng phải nơi đến của tất cả kiến giải còn non kém. Vượt qua tất cả cảnh giới của ma, vượt qua tất cả cảnh giới của phiền não, vượt qua cảnh giới của thức, không có chỗ trụ, không trụ nơi hành xứ của thánh trí tịch tỉnh. Chỗ được chân đắc bên trong như vậy, không cấu không uế, không nhiễm, thanh tịnh vi diệu bậc nhất, rốt ráo tối thắng, thường hàng an nhiên, chẳng phải pháp sinh diệt. Như là xuất hiện ở đời hay không xuất hiện ở đời, pháp giới vẫn thường như vậy. Này Thiện Nam, Bồ Tát vì pháp này nên tinh cần không bê trễ tu hành tinh tấn, nhận các loại khổ, khổ hạnh như vậy mới chứng pháp giới ấy. Ở trong pháp này là an lập thêm cho tất cả chúng sinh. Thiện Nam,
Đó gọi là như như, là gọi là thực tế, gọi là nhất thiết trí, gọi là nhất thiết chủng trí, gọi là cảnh giới bất khả tư nghị, gọi là cảnh giới không hai. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa, kính bạch Thế Tôn, làm sao để chứng, làm sao đạt được pháp giới gọi là chỗ được chứng đắc bên trong như vậy? Phật bảo thì Nam, còn phải dùng trí tuệ suốt thế gian mới có thể nội chứng nội đắc. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa, kính bạch Thế Tôn, dùng trí nơi đối tượng được chứng đắc thì có thể đạt được nội chứng không? Phật bảo thì Nam, chẳng được. Vì sao? Vì phải dùng trí tuệ mới có thể thấy pháp như thật để thân chứng. Bồ Tát lại thưa, kính bạch Thế Tôn, cái thiện nam hoặc dùng văn tuệ hoặc dùng tư tuệ chứng đắc pháp này có thể gọi là nội chứng chăng? Phật bảo thiện nam, chẳng thể được. Vì sao? Vì chẳng thể dùng văn tuệ, chẳng thể dùng tư tuệ mà nội chứng được pháp ấy. Này thiện nam, ta nay vì ông mà nói ví dụ. Thiện nam, như vào cuối tháng mùa hạ, giữa khu rừng hoang dã rộng lớn, ngày xưa có người từ phương Đông đi qua thành phương Tây, đã có một người từ phương Tây đi qua thành phương Đông. Anh này bị nung nóng, khổ sở, não loạn vì quá đói khát nước. Giữa đường gặp người phương Đông đi đến, anh hỏi nhân giả, nơi tôi bị nóng bức khó chịu vì các khổ khát nước, anh có thể vì tôi chỉ đường đến nơi có ao hoặc hồ nước trong sạch mát mẻ không dơ, có thể giúp tôi trừ được cơn khát này. Khi ấy người đến từ phương Đông biết rõ đường đi đến chỗ nước mát, vì tự thân anh đã từng uống nước này và tắm rửa tại đây. Anh ta liền đáp, nhân giả, theo con đường này, ông đi thẳng đến chỗ kia, thấy có hai đường, nên tránh đường bên trái, đi đường bên phải, đi mãi sẽ có đường cây tươi tốt. Trong khu rừng này có ba ao nước trong sạch, thơm ngon, hòa dịu, nhẹ nhàng, mát mẻ, đầy đủ tám công đức. Thì nam, ý ông nghĩ sao? Người bị bức não do các khổ khát nước ấy mới nghe tên nước, nghĩ đến nước này có thể trừ hết khát không? Liền chứng biết nước này mát mẻ không? Bồ Tát thưa, không, bạch Thế Tôn, người khát nước ấy phải đến chỗ nước trong mát kia uống, tắm rồi cơn khát mới dứt trừ, tội thân mới chứng biết. Phật bảo này thiện nam, hai tuệ văn tư chẳng được nội chứng cũng là như vậy. Này thiện nam, khu rừng ấy tức là sinh tử, người bị khổ nóng bức là tất cả chúng sinh. Vì sao? Vì bị bao chướng phiền não thiêu đốt, bức bách nên khao khát năm dục. Người chỉ đường đi ấy là Bồ Tát khéo hiểu đạo nhất thiết trí, để chứng pháp này, nội chứng đắc pháp. Nước thanh tịnh ấy tức là đệ nhất nghĩa đế. Này thiện nam, ta nay vì ông lại nói ví dụ, ông nên lắng nghe. Thiện nam, khi ông nghĩ sao? Giả sử chư Phật Như Lai thọ mạng một kiếp trụ nơi thế giới ở cõi Diêm Phù Đề, Như Lai đối trước mọi người xứng tán vị cam lồ, sắc hương mỹ vị thanh tịnh mềm mại đầy đủ. Những chúng sinh này nghe khen món ăn ấy có được no không? Bồ Tát thưa, không, bạch Thế Tôn. Phật bảo, thiện nam, vì ý nghĩa ấy ông nên biết, hai tuệ văn tư chẳng theo nội chứng đắc pháp như thật. Lại nữa này thiện nam, hãy lắng nghe thí dụ. Thiện nam, ví như một người từng ăn quả cam, biết được mỹ vị của nó, đối trước mọi người, anh ta tán thán sắc hương vị xúc của nó đầy đủ. Thiện nam, ý không nghĩ sao? Người này, những người này nghe nói mùi vị của quả cam, họ có được mùi vị ấy không? Bồ Tát thưa, không, bạch Thế Tôn. Phật dạy, thiện nam, đương nơi nghĩa ấy nên biết, hai tuệ văn tư chẳng theo nội chứng đắc pháp như thật. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa, lành thay Thế Tôn, lành thay thiện thệ, bạch Thế Tôn, những chúng sinh kia làm sao chứng đắc pháp ấy? Phải chăng do nhân duyên từng nghe kinh này? Vì sao, bạch Thế Tôn? Vì những chúng sinh kia chứng đắc pháp nhân nghe pháp ấy mà không điên đảo. Phật bảo, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Được nghe pháp này do không điên đảo nên được pháp ấy như ta không khác. Này thiện nam, đó là Đại Bồ Tát 10 pháp thông hiểu pháp giới. Này thiện nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp hành cảnh giới không? Những gì là 10? Đó là một lực không, hai vô ý không, ba Phật bất cộng pháp không, bốn giới tạng không, năm định tạng không, sáu tuệ tạng không, bảy giải thoát tạng không, tám giải thoát tri kiến tạng không, chín nhất thiết pháp không, 10 không không. Bồ Tát đều biết rõ tất cả, không vì nhân duyên này mà tụ đắc pháp không, cũng chẳng chấp trước nơi không, cũng không thấy biết không, cũng không nương nơi không, cũng chẳng vì nhân duyên này mà rơi vào tướng đoạn diệt. Này thì nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp hành cảnh giới không. Này thì nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp trụ nơi vô tướng, những gì là 10? Đó là một lìa tướng ở ngoài, hai lìa tướng ở trong, ba lìa các hỷ luận, bốn lìa tất cả sự phân biệt, năm lìa tất cả sở đắc,
sáu lìa tất cả chuyển động, bảy lìa tất cả hành xứ, tám lìa tất cả cảnh giới, chín chẳng thủ đắc nơi thức, mười cũng chẳng thủ đắc nơi pháp theo đối tượng của thức. Thì nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ mười pháp trụ nơi vô tướng. Khi ấy, Bồ Tát hằng phục trước thí chướng ngại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chư Phật Bồ Tát quan sát pháp vô này như thế nào? Phật bảo, này thì nam, chỗ này thì chẳng thể nghĩ bàn, do nghĩ ấy rất thâm diệu. Vì sao? Vì nó vượt qua cảnh giới của ý thức, hết thảy chúng sinh đối với pháp này đều sinh loạn động. Thì nam, pháp của Như Lai này là bất khả tư nghì, tất cả chúng sinh chẳng thể thấy biết. Pháp của Như Lai này vi diệu hết mức, chẳng thể suy tính, lao nhọc tâm thức. Vì sao? Thì nam, vì pháp này khó chứng nhập sâu xa, vượt mọi nẻo ngôn luận, không bị không thử, bình đẳng như hư không, chẳng phải là cảnh giới của tất cả luận sư, chẳng thể suy lường, chẳng thể dò xét. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa, bạch Thế Tôn, hôm nay con muốn hỏi thêm, xin Thế Tôn cho phép. Phật dạy, thì nam, ông tùy ý hỏi, ta sẽ giải đáp. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại liền bạch Phật, như điều Phật dạy, pháp vô tướng này, tất cả chúng sinh chẳng thể thấy biết. Vì pháp của Như Lai ấy ai có thể tin? Như Lai là đấng pháp vương mà tự khen mình, chẳng phải là cao ngạo tăng thượng mạng sao? Phàm là cao ngạo thì chẳng phải là tướng đại nhân. Phật bảo, thì nam, ông nói rất hay, hãy khéo lắng nghe mà suy nghĩ. Bồ Tát thưa, con xin lắng nghe. Bạch Đức Thế Tôn, Phật bảo, này thì nam, Phật không kiêu mạn, cũng không cống cao ngạo, không vì danh tiếng, không vì lợi dưỡng, không vì tri thức, chẳng tự khen hư dối, chẳng tự cao hối hư dối, chỉ vì tạo lợi cho tất cả chúng sinh chứng đắc pháp ấy nên nói lời như thế. Vì sao? Vì những chúng sinh kia ở bên Như Lai nghe lời ấy liền được đại hoan hỷ, thanh tịnh vô lượng, sẽ được pháp ấy không khác. Ta ngày nay làm bậc pháp khí nhiều kiếp, đạt lợi ích an lạc, cho đến chứng đắc đạo quả Bồ Đề vô thượng. Bồ Tát hằng phục nhất thiết chướng ngại bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, những chúng sinh này sẽ không biết oai thần lôi Phật gian. Phật bảo, thì nam, những chúng sinh này chẳng biết. Vì sao? Vì tâm còn thấp kém. Thì nam, cõi Phật đây có nhiều chúng sinh tâm ý nhỏ hẹp, thấp kém, trí nhỏ, tính nhỏ, phần ít phần thiện căn, do vậy chẳng biết công đức oai thần của Như Lai. Vì những chúng sinh này nên Phật tự khen mình, khiến họ đối với Phật sinh tâm tin tưởng. Này thì nam, như có một vị y vương khéo giỏi trị bệnh. Khi ấy có nhiều chúng sinh bị bệnh khổ trầm trọng, nơi thôn xóm ấy chỉ có vị lương y này, không còn ai khác. Nhiều chúng sinh bệnh khổ trầm trọng, không một ai biết vị lương y này khéo giỏi trị bệnh, đầy đủ oai đức. Khi ấy vị lương y nghĩ, những người bệnh này khốn khổ đáng thương, bị khổ não bức bách, chẳng biết dược tánh, chẳng biết tăng giảm. Ta nay nên vì những chúng sinh này mà điều trị cho họ hết bệnh. Lúc này, vị lân y đối trước các người bệnh tự khen mình. Này những bệnh nhân, ta biết, nên biết ta là đại y vương khéo giỏi trị bệnh, biết rõ các bệnh, thông hiểu việc chuẩn đoán, thông hiểu về thuốc thang. Người bệnh nghe rồi, tin biết vị lân y nên đến nương nhờ. Đại y vương này liền vì những người bệnh kia mà điều trị cho họ, các loại bệnh tật liền đó được khỏi. Này thì nam, ý ông nghĩ sao? Đức y này có thể gọi là cao ngạo không? Bồ Tát thưa, không, bạch Thế Tôn. Phật dạy, thì nam, chư Phật Như Lai cũng là như vậy, là đại y vương, rồi biết tất cả trọng bệnh phiền não, còn biết căn nguyên của bệnh phiền não, bố thí cho khắp chúng sinh pháp diệu dược lớn mà người bệnh phiền não chẳng nhận thức được. Như Lai y vương đã thấy việc ấy rồi, nên đối trước những người bệnh mới tự khen công đức mình. Những chúng sinh nghe được công đức chân thật của Như Lai đều sinh tín tâm, quy hướng với Như Lai. Vì những người này, Như Lai Đại Y Vương dùng các loại đại pháp dược vi diệu điều trị tất cả trọng bệnh phiền não, đều khiến dứt tận những gì gọi là đại pháp dược. Đó là quán bất tịnh, quán từ bi, quán 12 nhân duyên, vân vân. Thì nam, Phật thấy vô lượng lợi ích như vậy nên tự khen công đức mình, chẳng phải là cao ngạo. Này thì nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp sẽ lìa tất cả các nguyện nương. Những gì là 10? Đó là tuyên nguyện bố thí, nhưng không nương vào sự thí. Tuyên nguyện giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ cho đến ba cõi, Bồ Đề, Niết Bàn. Nhưng thảy đều không nương vào nguyện. Vì sao? Vì Bồ Tát lìa xa tất cả các nguyện, đem vô sở nguyện hành khắp thế gian.
thì nam đó là đại bồ tát đầy đủ 10 pháp xa lìa xa tất cả nguyện nương. Này thì nam, đại bồ tát có đủ 10 pháp dùng từ làm thân. Những gì là 10? Đó là: một, đầy đủ từ không ít phần; hai, đầy đủ từ không đây kia; ba, đầy đủ pháp từ; bốn, đầy đủ từ tịch tỉnh; bốn, đầy đủ từ không tìm lỗi. Sáu, đầy đủ từ lợi ích; bảy, đầy đủ từ sinh bình đẳng đối với chúng sinh; tám, đầy đủ từ không phẫn hận; chín, đầy đủ từ phủ khắp 10 phương cõi; 10, đầy đủ từ xuất thế gian. Thì nam, đó là đại bồ tát đầy đủ 10 pháp dùng từ làm thân. Này thì nam, đại bồ tát có đủ 10 pháp dùng bi làm thân. Những gì là 10? Đó là: một, thấy các chúng sinh khốn khổ không ai cứu giúp, không ai bảo hộ, không chỗ nương tựa, nên bồ tát liền phát tâm bồ đề. Hai, phát tâm này rồi, nỗ lực tu hành dũng mãnh tinh tấn được pháp này. Ba, đắc pháp này rồi, phải các chúng sinh mà làm lợi ích. Bốn, thấy kẻ keo kiệt, khuyên sống bố thí. Năm, thấy kẻ phá giới, khuyên bảo trì giới. Sáu, thấy kẻ sân hận, khuyên tu nhẫn nhục. Bảy, thấy kẻ biếng nhác, khuyên tu tinh tấn. Tám, thấy kẻ tán loạn, khuyên tu nhiếp tâm. Chín, thấy kẻ vô trí, khuyên tu trí tuệ. 10. Thấy các chúng sinh bị bức bách cực khổ, khó có khả năng kham nhẫn, nhưng Đại Bồ Tát vẫn không thoái chuyển hạnh Bồ Đề. Thì nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp dùng bi làm thân. Này thì nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp trụ nơi hoan hỷ. Những gì là 10? Đó là: một, ta đã được thoát khỏi nhà lửa lao ngục trong 3 cõi nên sinh hoan hỷ. Hai, ta đã đoạn trừ mạng lưới sinh tử trói buộc từ vô thủy nên sinh hoan hỷ. Ba, ta đã vượt qua các loại giác quán không buông lung, trụ tán loạn nơi biển lớn sinh tử nên sinh hoan hỷ. Bốn, ta đã bẻ gãy cờ kiêu mạn được dựng từ lâu nên sinh hoan hỷ. Năm, ta dùng chày trí kim cang đập vụn núi cao phiền não, rốt ráo sạch tận không sót một mảy may nên sinh hoan hỷ. Sáu, ta đã vui sống lấy ăn của người chưa vui sống, khiến được vui vẻ nên sinh hoan hỷ. Bảy, ta đã giác ngộ từ vô thủy sâu lâu xa, thế gian mê ngủ bị khắc ái bức bách, do mình si ám che lấp mắt sáng. Người chưa giác ngộ, ta khiến cho giác ngộ nên sinh hoan hỷ. Tám, ta đã thoát khỏi 6 đường ác và các loại khổ báo, lại đang độ thoát các chúng sinh khác, kẻ đang thọ khổ báo nơi cõi ác nên sinh hoan hỷ. Chính từ vô thủy đến nay, ta mê mờ nơi rừng rậm hoang vu sinh tử, một mình không bị bạn, lo sợ bôn ba, chưa từng thấy đường ra, chẳng biết chánh đạo, không người chỉ dẫn, ngày nay bỗng nhiên gặp được thầy dẫn đường nên sinh hoan hỷ. 10. Ta nay tạm gần thành nhất thiết trí, kẻ cận nơi Phật an tọa nên sinh hoan hỷ. Thì nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp trụ nơi hoan hỷ. Này thì nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp trụ nơi xả, ưu, tất, xoa. Những gì là 10? Đó là: nhận thức rõ biết cảnh giới của sắc, trong ấy xả ly không vì sắc cảnh mà tự tổn hại, không tạo ôn nhọt. Tai nghe tiếng, mùi người hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, thể đều xả ly không vì ý thức rõ biết các pháp mà tự tổn hại, tôi đã ôn nhọt cũng không ngăn ngại. Đối với hành khổ, khổ khổ, hoại khổ, xả ly mà trụ đối với 3 khổ này không tự làm tổn hại, không để lại ôn nhọt cũng không ngăn ngại. Công việc đã xong, các bậc thánh nhân mới xả tâm mà an trụ, các thánh nhân mới sinh đại hoan hỷ. Bồ Tát lại nghĩ, những thánh nhân này vốn còn ở hàng phàm phu, tôi nên hóa độ khiến họ thành thánh. Nguyện ta đã thành nên trụ nơi tâm xã. Thì nam, đó là Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp trụ nơi tâm xã. Thì nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp thần thông diệu dụng. Cái gì là 10? Đó là: một, xuống từ cõi trời đau xót. Hai, gá thần vào thai mẹ. Ba, thì hiện tội sinh. Bốn, tọa lạc trong cung. Năm, vượt thành xuất gia. Sáu, thích nơi thanh vắng tu đạo khổ hạnh, bản ngồi tòa đạo tràng hàng phục quân ma. Tám, thành đạt chánh giác. 9. Chữa bánh xe pháp. 10. Thì niết bàn. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát thể hiện từ cõi trời đất xuất xuống cho đến thì hiện niết bàn? Phật bảo: Này thì nam, ở thiên cung đâu số kia có các chúng sinh tưởng chấp về hữu thường, khi thấy Bồ Tát tối thắng chí tôn chí cực vô thượng vô biên chẳng nhiễm dục lạc, từ nơi ấy đi xuống thế gian, khi ấy sự tưởng chấp thường của họ liền diệt, sinh tưởng vô thường, nhờ nương vào tưởng vô thường nên không phóng dật.
Này Tỳ Nam, ở thiên cung kia có các chúng sinh buông lung phóng dật, đối với Bồ Tát họ sinh tâm hoan hỷ, nhưng vì tham luyến dục lạc nên không muốn gần với Bồ Tát để tu hành, cũng chẳng thừa sự Bồ Tát. Họ nghĩ Bồ Tát thường tại, chúng ta cũng vậy, thời gian còn dài, lo gì không được thân cận Ngài. Do vậy, vì trừ sự phóng dật của những chúng sinh này, nên Bồ Tát thị hiện thoái chuyển. Các chúng sinh kia thấy bỗng thấy Bồ Tát thoái chuyển, liền hết lòng áo não, để bỏ năm dục, chẳng còn phóng dật. Do không phóng dật nên quyết định sẽ đạt được Bồ Đề vô thượng. Này Tỳ Nam, có các chúng sinh ở trong thai cần sự giáo hóa. Bồ Tát ở trong thai với hoa thần rực rỡ. Những chúng sinh này thấy rồi liền sinh tâm cho là hy hữu về những chúng sinh ấy, nên Bồ Tát ở trong thai tùy nghi vì họ nói pháp, khiến cho quyết định sẽ chứng đắc Bồ Đề vô thượng. Này Thiện Nam, có các chúng sinh cần Bồ Tát làm anh nhi và ở trong hoàng cung mới có thể là thành tựu. Bồ Tát và những chúng sinh ấy được thành tựu đầy đủ. Ngoài ra, vì tùy thuận những chúng sinh thấp kém, ưa pháp nhỏ cho nên thị hiện làm hình tướng anh nhi, trụ ở trong cung. Này Thiện Nam, có các chúng sinh cần thấy Bồ Tát vượt thành xuất gia. Bồ Tát vì muốn tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh ấy nên thị hiện vượt thành xuất gia. Này Thiện Nam, có các chúng trời rồng giả soát càn thất bà a ưa sự tệ lậu và những người này nên Bồ Tát thị hiện khổ hạnh, là vì nhẫn hàng phục các ngoại đạo mà thị hiện khổ hạnh. Này Thiện Nam, có các chúng sinh đợi khi Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng, họ sẽ đến đó hiện bày các đồ cúng dường, và những chúng sinh ấy nơi Bồ Tát thị hiện ngồi nơi đạo tràng, các chúng sinh này đến chỗ Bồ Tát thiết lễ cúng dường cho nhân duyên ấy, chắc chắn sẽ đắc Bồ Đề vô thượng. Này Thiện Nam, có các chúng sinh kiêu mạn cứng cỏi vì nhằm chế ngự họ nên Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng hàng phục quân ma. Này Thiện Nam, vì có các chúng sinh thiện căn thành thục, tấn tu công đức thù thắng lợi ích nên Bồ Tát thì thành chánh giác. Khi Bồ Tát thành chánh giác, các loại âm thanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều ngân bạc tam thiên đại thiên thế giới, không chỗ nào là không tịch tỉnh. Những chúng sinh này thấy việc ấy rồi liền phát tâm nguyện rộng lớn, tâm nguyện đời vị lai an tọa nơi đạo tràng trên đất đạo quả Bồ Đề vô thượng. Này Tỳ Nam, có các chúng sinh tự cho mình là thầy thế gian nhưng chẳng biết rõ rốt ráo pháp thanh tịnh xuất ly, cho đến đời vị lai cũng chẳng được một phần pháp ấy, vì nhằm chiết phục các chúng sinh này và vì các chúng sinh thiện căn thành tục có khả năng làm bậc pháp khí, vì chỉ dạy chỉ bày đạo pháp cho những chúng sinh này nên sau khi đắc đạo, Bồ Tát liền đến thành ca thi chuyển pháp luân. 12 pháp luân ấy chuyển đủ 3 lần ở giữa đại chúng, Bồ Tát nói pháp như sư tử gầm. Này Thiện Nam, có các chúng sinh khi Bồ Tát Niết Bàn, họ mới nhận sự giáo hóa. Vì hóa độ những người này nên Bồ Tát thì nhập Niết Bàn. Này Thiện Nam, vì những nhân duyên ấy nên Bồ Tát thì hiện từ cõi trời đâu xuất xuống cõi Diên Phù Đề cho đến thì hiện nhập Niết Bàn. Này Thiện Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp thần thông diệu dụng. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp liền xa 8 nạn. Những gì là 10? Đó là một liền xa tất cả các nghiệp bất thiện, hai chẳng dám cố phạm các giới cấm Như Lai đại chế, ba liền xa tham tiếc, bốn trùng các căn lành nơi Phật quá khứ, năm phước đức tương ưng với trí tuệ đầy đủ, sáu phương tiện thiện xảo, bảy phát tâm nguyện rộng lớn, tám tu tưởng xuất ly, chín dụng mãnh, 10 tinh tấn. Này Thiện Nam, Bồ Tát chẳng tạo các nghiệp bất thiện nên chẳng chiêu cảm nơi địa ngục. Có các chúng sinh bị đọa nơi địa ngục, tạo các loại khổ bất như ý. Tại địa ngục ấy, các chúng sinh thọ khổ đã lâu, còn sinh sân hận với nhau. Vì Bồ Tát diệu tánh giới thanh tịnh đầy đủ 10 điều thiện, cho nên Bồ Tát không còn bị đọa địa ngục. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát đối với các giới cấm Như Lai chế ra chẳng dám cố phạm, tùy thân thọ trì cho nên không sinh trong nẻo ác súc sinh. Vì sao? Vì các chúng sinh luôn thọ khổ của loài súc sinh. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát tâm không tham tiếc, nhân duyên tham tiếc sẽ bị đọa nơi cõi ngạ quỷ, thọ khổ ngạ quỷ. Đại Bồ Tát không sinh nơi nhà hạ tiện tà kiến. Vì sao? Vì chúng sinh tà kiến không thể gần gũi trí thức thiện. Vì từ vô số kiếp lâu xa trong quá khứ, Bồ Tát đã trồng các căn lành nơi chư Như Lai. Do nhân duyên này nên đời đời kiếp kiếp, Bồ Tát sinh nơi nhà chánh kiến, giàu sang sung túc, tu tập nhân quả thành tựu viên mãn, phước đức trí tuệ ngày càng tăng trưởng. Đại Bồ Tát đạt được các căn đầy đủ không khuyết, do nhân duyên các căn đầy đủ làm bậc pháp khí của Phật, để công đức của Bồ Tát được thành tựu, đã cùng với nghiệp phước đức tương ưng nên đối với pháp tháp miếu Phật
Đối với Pháp, đối với Tăng, Bồ Tát bày biện, cúng dường các loại. Để nhân duyên cúng dường, tu tập nghiệp thiện nên Bồ Tát được các căn đầy đủ. Các căn đầy đủ liền được làm vật pháp khí của chư Phật. Đại Bồ Tát không sinh nơi biên địa. Vì sao? Vì chúng sinh nơi biên địa nhiều ám độ ngu si, công ngộng chẳng rõ, chẳng hiểu ngôn ngữ, chẳng thể thính thọ pháp thiện và pháp bất thiện, chẳng biết đạo lý với ý nghĩa sâu xa, chẳng thể làm vật pháp khí cám lộ, chẳng gọi là sa môn, chẳng gọi là tín sĩ. Do vậy, Bồ Tát sinh nơi trung tâm quốc độ, chúng sinh nơi trung tâm quốc độ nhiều loại căn, tông bên sáng suốt. Người trí khen ngợi có thể lãnh thọ phân biệt những lời nói về pháp thiện và pháp bất thiện, hiểu ý, sâu ý nghĩa có thể làm bậc pháp khí cam lộ của chư Phật, gọi là sa môn, gọi là tánh sĩ. Vì sao? Vì lực nguyện cùng trí tuệ từ đời quá khứ. Bồ Tát không tự sinh ở cõi trời trường thọ, nó sinh ở cõi trời ấy thì vô lượng chư Phật xuất hiện nơi thế gian, Bồ Tát chẳng được thấm nhuần tránh chánh pháp, chẳng được pháp lợi, việc làm để ích cho chúng sinh liền bị phế bỏ. Do vậy Bồ Tát sinh nơi dục giới, xuống cõi chúng sinh, gặp Phật xuất thế, giáo hóa thành thục. Vì sao? Vì phương tiện thiện xảo của Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát không sinh nơi không có Phật xuất hiện. Vì sao? Vì nơi ấy chúng sinh không nghe tên Phật, không nghe tên Pháp, không nghe tên Tăng, không kính Tam Bảo. Do vậy Bồ Tát sinh vào quốc độ nếu có Tam Bảo, như quá khứ đã phát thệ nguyện đầy đủ viên mãn, chúng sinh hung dữ bướng bỉnh khó hóa độ. Bồ Tát thì không như vậy. Vì sao? Vì nghe khổ của tám nạn, Bồ Tát không thể không chán bỏ. Vì chán bỏ nên dùng mạnh tinh tấn tu hành chân chánh, diệt trừ các pháp bất thiện như vậy. Thiền Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp xa lìa tám nạn. Này Thiền Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp không quên tâm Bồ Đề. Những gì là 10? Đó là 1. Lìa xa huyễn hoặc tà nịnh cao ngạo. 2. Ngay tạng hòa hợp, tính tâm thanh tịnh và ở trong chánh pháp đoạn trường nghi hoặc. 4. Thích trao pháp ấy cho các chúng sinh, không tiết lẫn, không làm thầy giáo pháp. 5. Những nhân duyên này làm suy tụng chánh pháp đều phải lìa bỏ, không nên vi phạm. 6. Phải tu hành như lời nói, bày tọa trì tất cả các điện đại thừa. Nếu thấy có người tọa trì pháp đại thừa thì phải sinh tâm ân trọng, cung kính lễ bái, tưởng tác tưởng như bạn đồng học. 9. Nhất tâm nhất ý tính thọ đại thừa, bởi đối với pháp, đối với người nói pháp, xin tưởng như Đức Như Lai. Này Thiện Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp không quên tâm Bồ Đề. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp chứng đắc túc mạng. Những gì là 10? Đó là: 1. Đã nhiều lần cúng dường phụng sự chư Phật. 2. Đã thường thọ trì chánh pháp của chư Phật. 3. Giáp phẩm thanh tịnh. 4. Lìa xa mọi thứ trạo cự hối nghi. 5. Không có các chướng ngại. 6. Tâm luôn hoan hỷ. 7. Tu tâm ngay thẳng. 8. Đắc nhập thiền định. 9. Thường thọ hóa sinh. 10. Không tâm nghi hoặc. Này thì Nam, Đại Bồ Tát đã nhiều lần cúng dường chư Phật quá khứ, kính trọng chánh pháp, sinh tâm khiêm cung đối với người hành trì pháp. Nhờ nhân duyên này nên nghe chánh pháp được thành tựu, thọ trì, đọc tụng tâm đạt văn cú, đồng vì người khác phân biệt dạy nói, hoằng dư chánh pháp không tiếc thân mạng. Giới cấm thanh tịnh nghĩa là đối với ba phẩm giới thân khẩu ý hành trì giới thanh tịnh, để các trạo hối sinh tâm cung kính. Vì sao? Vì nhờ giữ giới thanh tịnh nó không trạo của hối nghi, không trạo hối nên lìa các chướng ngại, lìa các chướng ngại nên sinh hoan hỷ. Từ hoan hỷ nó có khả năng tham nhận tu tâm, khiến ngay thẳng, do tu tâm nên liền được nhập định, do được thiền định nên nơi sáu cõi đạt thanh tịnh, sáu cõi đạt thanh tịnh nên thọ hóa sinh, thọ hóa sinh nên không tâm nghi hoặc, không nghi hoặc nên chứng đắc trí túc mạng. Nhớ lại quá khứ một đời, hai đời, ba, bốn, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 40, 50 đời cho đến vô lượng trăm vạn ức đời. Này Thiện Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp chứng đắc trí túc mạng. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp gặp tri tức thiện. Những gì là 10? Đó là: 1. Không lìa thấy Phật. 2. Không lìa nghe pháp. 3. Không lìa cúng dường chúng tăng phước điền. 4. Không lìa cung kính đại bái khiêm cung chắp tay thừa sự cho Phật và Bồ Tát. 5. Không lìa đa văn và giảng nói pháp. 6. Không lìa nghe các hạnh ba la mật. 7. Không lìa nghe 37 phẩm pháp trợ đạo. 8. Không lìa nghe ba môn giải thoát. 9. Không lìa nghe bốn tâm vô lượng. 10. Không lìa nghe nhất thiết chủng trí. Thì Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp được gặp thiện thiện hữu. Này Thì Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp lìa xa tri tức ác. Những gì là 10? Đó là: 1. Lìa xa người phá giới nên biết gọi là lìa xa tri tức ác. 2. Lìa xa người tà kiến. 3. Lìa xa người mất oai nghi. 4. Lìa xa người tà mạng. 5. Lìa xa những nước ồn ào tạp loạn. 6. Lìa xa người biến nhất bê trễ.
7 liền xa người ưa trụ nơi sinh tử, 8 liền xa người bỏ hành Bồ đề, 9 liền xa người tại gia bận rộn, 10 liền xa hết tại phiền não. Đây gọi là các tri thức ác. Đại Bồ Tát phải nên lìa xa. Này thì Nam, tuy lìa những chỗ này, nhưng ở gần chúng sinh không sinh tâm ác, cũng không sân, tâm không nóng nảy, cũng không khinh chê. Ở trước chúng sinh Bồ Tát suy nghĩ, như Phật đã nói, tất cả chúng sinh là sự tụ hội khí loại, vì gần tri thức ác nên xuất nên mất lợi lớn. Do vậy, nay ta sớm lìa xa các tri thức ác. Này thì Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp nên xa lìa tri thức ác. Này thì Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp đạt được pháp thân Phật. Những gì là 10? Đó là: một, thân không gì sánh bằng; hai, thân tâm, thân thanh tịnh; ba, thân không tì vết; bốn, thân chẳng phải do tu tập đạt được; năm, thân chẳng thể nghĩ lường; sáu, thân pháp thâm diệu; bảy, thân vượt mọi sự nghĩ bàn; tám, thân tịch tịnh; chín, thân đồng hư không; 10, thân Phật trí. Này thì Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp đạt được pháp thân Phật. Bồ Tát hàng phục chư thí chướng ngại, bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát trụ nơi chỗ nào đều có thể đắc pháp thân như vậy của Như Lai? Phật đáp: Này thì Nam, Bồ Tát ở địa thứ nhất được thân không gì sánh bằng. Vì sao? Vì đã lìa xa hết thảy thân xa biệt, tùy thuận hết thảy pháp bình đẳng của Bồ Tát. Bồ Tát trụ địa thứ hai được thân thanh tịnh, vì giới phẩm thanh tịnh. Bồ Tát trụ địa thứ ba được thân không tì vết, vì lìa xa hết thảy sân hận. Bồ Tát trụ địa thứ tư được thân chẳng phải do tu đắc, vì đã tu pháp Phật. Bồ Tát trụ địa thứ năm được thân chẳng thể nghĩ bàn, vì đã thông đạt hết thảy pháp. Bồ Tát trụ địa thứ sáu được pháp thân thâm diệu, vì đã tu pháp chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát trụ địa thứ bảy được thân vượt mọi sự nghĩ bàn, vì đã tu tập theo phương tiện thiện xảo. Bồ Tát trụ địa thứ tám được thân tịch tỉnh, vì đã lìa xa hết thảy ý luận, không còn phiền não. Bồ Tát trụ địa thứ chín được thân đồng như hư không, ánh sáng tự rực rỡ. Bồ Tát trụ địa thứ 10 được thân diệu trí. Vì sao? Vì đã tu hết thảy cảnh giới của đối tượng được nhận thức. Bồ Tát hàng phục trước thí chướng ngại, bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, pháp thân Như Lai và pháp thân Bồ Tát có sai khác không? Phật bảo: Tiền Nam, được các loại thân không có sai khác, nhưng công đức tối sáng tối thì có sai khác. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là các loại thân không có sai khác mà riêng công đức oai thần có sai khác? Phật bảo: Thiện Nam, thân kia thân đây không có sai khác. Vì sao? Việc tu một thân nhưng tướng nơi công đức oai thần lại có khác, và nên quán như vậy. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại, bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, hai thân sai khác nên quán như thế nào? Phật bảo: Thiện Nam, hãy lắng nghe, lắng nghe. Ta sẽ vì ông nói thí dụ để rõ nghĩa này. Này Thiện Nam, như ngọc bó ma ni được mài dũa làm cho đẹp, có ánh sáng trong suốt rực rỡ, vì đã tinh luyện. Đối với các ngọc ma ni chưa được tinh luyện so với ma ni trước, có thể bằng chăng? Bồ Tát thưa: Không, bạch Thế Tôn, ngọc ma ni đã tinh luyện, ánh sáng trong suốt, mọi người thích thú. Còn ma ni chưa luyện thì chẳng được như vậy. Phật bảo: Đúng vậy, thân ngọc ma ni của Bồ Tát chẳng bằng thân ngọc ma ni của Như Lai. Tuy cùng là pháp thân thanh tịnh, nhưng pháp thân Bồ Tát chẳng thể sánh với pháp thân Như Lai thanh tịnh rốt ráo. Vì sao? Vì thân Như Lai chẳng thể hàng lượng trong các cõi chúng sinh, chiếu xuất khắp cõi hư không. Vì sao? Vì thân tối cực thanh tịnh, lìa xa hết thảy các trần cấu. Còn thân ngọc ma ni của Bồ Tát ánh sáng chẳng như vậy. Vì sao? Vì còn xót cấu bẩn. Thì Nam, phải như đầu thế ánh trăng bắt đầu dần dần tăng trưởng cho đến ngày thứ 15 mới tròn sáng. Trong thời gian ấy được gọi là trăng. Nhưng trong đầu tháng chẳng thể so với trăng 10, đêm 15. Vì sao? Vì trăng, vì pháp của nó là như vậy. Chư Phật và Bồ Tát tuy đồng danh pháp thân, nhưng thân Bồ Tát chẳng thể sánh với thân Như Lai ánh sáng chiếu khắp. Thì Nam, thân Phật và thân Bồ Tát như vậy, tuy đồng là tướng thân, nhưng tướng công đức oai thần của Phật và của Bồ Tát chẳng phải là một tướng. Này thì Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp được thân kim cang chất thật kiên cố chẳng thể hủy hoại. Những gì là 10? Đó là: một, tham sân si chẳng thể hủy hoại; hai, oán giận phẫn hận chướng nạn kiêu mạn cao ngạo tà kiến điên đạo chẳng thể hủy hoại; ba, tám thức gió thế gian chẳng thể hủy hoại; bốn, ba khổ nơi cõi ác chẳng thể hủy hoại; năm, các khổ chúng sinh chẳng thể hủy hoại; sáu, sinh già bệnh chết chẳng thể hủy hoại;
Bãi các phạm chí ngoại đạo, các luận sư tà chẳng thể hủy hoại. Bãi hết thảy chúng ma, các thiên ma chẳng thể hủy hoại. Chính hết thảy thanh văn và duyên giác chẳng thể hủy hoại. Mà hết thảy dục lạc cũng chẳng thể hủy hoại. Thì Nam, đó là Đại Bồ Tát, mười pháp được thân kim cang chất thật kiên cố chẳng thể hủy hoại. Này thì Nam, Đại Bồ Tát có đủ mười pháp làm bậc thương chủ lớn, những gì là mười? Đó là một, đáng được chúc mừng; hai, đáng được cung kính; ba, hay giỏi tới độ; bốn, đáng được nương tựa; năm, có thể an lập; sáu, tư lương đầy đủ dồi dào; ba, sửa soạn đầy đủ hành trang khi đi; tám, không có chán đủ; chín, bậc dẫn đường thượng thủ; mười, khéo vào tùy thuận và thành nhất thiết trí. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đáng được chúc mừng cho đến khéo vào tùy thuận và thành nhất thiết trí? Thì Nam, như thương chủ được quốc vương, triều thần, tể tướng chúc mừng, Bồ Tát đại thương chủ được chư Phật và Bồ Tát chúc mừng cũng là như vậy. Thì Nam, như thương chủ được sắc lợi thần dân cung kính, Bồ Tát đông tâm chủ được hàng hữu hợp phù hợp và các chúng trời rồng dạ xoa cả tất bà cung kính cũng là như vậy. Thì Nam, như đại tông chủ có khả năng cứu vớt người qua vùng núi rừng hoang dã rộng lớn hiểm nạn để được an lạc mà không mệt mỏi, ở tại rừng rậm sinh tử hoang dã, các loài chúng sinh gặp các phiền não và kiếp bức bách, Bồ Tát tông chủ có khả năng tế độ khiến đạt an lạc mà không mệt mỏi cũng là như vậy. Thì Nam, những các thương gia khốn khó thiếu thốn đến nương nhờ đại tông chủ liền được thoát khỏi rừng rậm hoang dã, ni kiền phạm chí và các hàng ngoại đạo đến nương Bồ Tát đại tông chủ để được ra khỏi chốn hoang dã sinh tử, nhớ nói hiểm nạn lớn. Thì Nam, với đại thương chủ có khả năng an lập hàng văn võ, mọi người nương nhờ ông Bồ Tát tâm chủ khi an lập chúng sinh nơi sinh tử cũng là như vậy. Thì Nam, với đại thương chủ cùng với quần chúng đông đảo theo phương tiến bước, dám vượt qua vùng núi rừng hoang dã hiểm nạn đến được đại thành an lạc kia, có đủ lương thực an ổn, qua khỏi chỗ khó khăn nơi vùng hoang dã, không cảm thấy mệt mỏi, tới được chốn trụ phú an lạc. Bồ Tát tâm chủ cũng là như vậy, đi theo bốn phương hướng của Phật quá khứ đã đi, Bồ Tát hướng dẫn lãnh đạo hết thảy các chúng sinh, muốn cho họ qua khỏi đại nạn sinh tử, khiến họ sớm đến đại thành nhất thiết chủng trí, nên tu các loại phước đức tư lương dồi dào vô hạn cho dẫn mà đi. Thì Nam, như đại tâm chủ lưu trữ vô lượng các loại tài sản cho báu theo phương mà đi, đó là vàng bạc lưu ly, thân châu ngọc bích san hô, Bồ Tát tâm chủ cũng là như vậy, muốn đi đến đại thành nhất thiết chủng trí phải khéo tu pháp Phật đầy đủ các hạnh. Thì Nam, như đại thương chủ cầu các tài vật không biết chán đủ, Bồ Tát tâm chủ cầu thánh pháp tài cũng chẳng biết chán đủ, cũng là như vậy. Thì Nam, như đại thương chủ đối với các thương nhân, ông là người đi đầu dẫn đường, vì sao? Vì giàu tài vật tối thắng trong chúng, là vị lãnh đạo nói lời hữu dụng. Cũng vậy, Bồ Tát đại thương chủ đối với các chúng sinh là chủ dẫn đường, vì sao? Vì công đức sung mãn, quả vị tối thắng, vì pháp tự tại, lời nói không sai. Thì Nam, như đại thương chủ khéo dẫn mọi người đến những quốc độ trụ phú, cũng vậy Bồ Tát đại thương chủ khéo dẫn chúng sinh đến quốc độ nhất thiết chủng trí. Này thì Nam, đó là Bồ Tát đầy đủ mười pháp làm đại tông chủ. Này thì Nam, Đại Bồ Tát có đủ mười pháp làm cho đại đạo sư biết rõ chánh đạo, những gì là mười? Đó là một, biết đường bằng phẳng; hai, biết đường hiểm trở; ba, biết đường thành vượng; bốn, biết đường an ổn; năm, biết đường có nước hay không nước; sáu, biết đường đến chốn hạnh phúc; bảy, biết rõ hình tướng của đường; tám, biết đường chánh trực; chín, biết đường quanh co; mười, biết đường tắt. Thì Nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ mười pháp biết rõ về chánh đạo. Này thì Nam, Đại Bồ Tát có đủ mười pháp khéo chỉ đường chân chánh không điên đảo, nói như là mười. Đó là một, như có người còn được độ bằng đạo đại thừa, Bồ Tát vì những người này nói đạo đại thừa, không nói thừa thanh văn. Hai, hoặc có chúng sinh còn được giáo hóa bằng thanh văn thừa, Bồ Tát liền vì họ nói đạo thanh văn, không nói Bồ Tát thừa. Ba, hoặc có chúng sinh còn được độ bằng nhất thiết trí, Bồ Tát liền vì họ nói đạo nhất thiết trí, không nói đạo gì thừa. 4. Hoặc có chúng sinh còn được độ bằng đạo Bích Chi Phật, Bồ Tát liền vì họ nói đạo Bích Chi Phật, không nói đạo Đại Thừa. 5. Hoặc có chúng sinh chấp trước ngã kiến, chấp trước các pháp, Bồ Tát vì họ nói đạo vô ngã, không vô tướng, không nói ngã nhân, chúng sinh thọ giả. 6. Hoặc có chúng sinh chấp trước theo nhị biên, Bồ Tát vì họ không nói nhị biên. 7. Hoặc có chúng sinh tâm bị tán loạn, Bồ Tát vì họ nói Samatha, Tibhasana, chẳng nói tán loạn. 8. Và có chúng sinh thường ngôn thường luôn hủy luận, Bồ Tát vì họ nói đạo như như, không nói đạo phàm phu hủy luận.
chính họ có chúng sinh ưa trụ nơi sinh tử, Bồ Tát vì họ nói đạo Niết Bàn không nói sinh tử. 10. Họ có chúng sinh hành tà đạo, Bồ Tát vì họ nói đạo bình đẳng không nói đạo phiền não cao gốc. Thì nam, đó là đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp khéo chỉ đường chân chánh không điên đạo. Này thì nam, ta nay vì hạnh an lạc của đại chúng bốn bộ đệ tử mà nói kinh này. Người nghe kinh này hộ trì thân tâm, làm cho biện tài sáng tỏ vô tận, khiến các chúng trời rồng ủng hộ, khiến người ấy được bốn sự cúng dường để các não bệnh, 404 bệnh được chức trừ hết, đời đời kiếp kiếp được trí túc mạng, thấy Phật, nghe Pháp, gặp tri thức thiện, dần dần tăng trưởng cho đến thành Phật, đầy đủ 10 lực đạt vô sở ý. Do vậy mà ta nói chú này: Đát Điệt Tha, Đà Kha Đệ, Đà Kha Bà La Đệ, Đà Tha Na Già Cước Na Ha Lợi Nhị, Tỳ La Lý Nhị, Cà Lan Xà Lan Na, chất xoa tác bà tác đoá, Bà La Gia Nị Gia Mị, Ta Ha A Kỳ Na Già Đa La Kỳ, A Chí Na Kỳ Nị Đệ, Tư Tư Y, Lý Chỉ Lý, Tỷ Lị, Tu Ha La Nộ, Ma Ha Tác Y, Nhân Đà La Xà, Dịch Xoa Tỳ Đa Quốc, A Kiển Trà Kha, Nam La Thường Già Đa Nam, Ba Phúc Toa Ha, Đa Mô Bát Na Già Lị Mị, Ta Ha Đắc Địa Tha, Đầu Phú Đầu Phú, Kha Chi Lô, Nhất Kha Chi Hỷ, Ác Bà Lị Ta, Ly Lâu Địa, Kỵ Lý Cư Lũ Giá, Ma Ma, Đà Hãng Chuyên Di Ta Ha, Đắc Địa Tha, Tha Di Tha Di Tha Di Tha Tu, Chỉ Lợi Chiên Đà Lợi, Càng Ta Lê Thường Già Lê, Cô Ba Si, Bà La Ma Na, Pha Bà Chỉ Triển, Na Tha Gia Nê, Triển Na Cáp Thị, Cô Lô Sơ Lý, Ni Y Bà, Bậc Địa Gia, Sa Mạc Già La Ha Nỉ, Tác Bà Tòa La, Tỳ Na Thi Ni, Tác Bà Lỗ Già, Bà Sa Ma Ni, Ma Ha, Ma Do La Hỷ Đà Gia, Kiển Đa, Bà Ma Ba Đa, Y Đệ Ta Ha. Nếu bị nạn lửa, hoặc nạn vua, hoặc nạn tai ách, hoặc nạn giặc cướp, hoặc nạn quỷ ác, hoặc nạn của loài hai chân, hoặc nạn của loài không chân, hoặc nạn hữu sắc, hoặc nạn vô sắc, hoặc nạn phiền não, tất cả các nạn thì nên nhất tâm nhất nghĩ thọ trì độc tụng chú này, liền được tiêu trừ, liền sẽ các nạn được an lạc mãi mãi, không còn lo sợ, được như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, yêu quốc của ba đường, nếu có ai thấy nghe đều Phật tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Đại Thừa Bảo Vân, quyển 4. Bueno, bueno, bueno.